là một phần quan trọng tạo nên thành công của tác phẩm. Hóa trang được xem là chiếc mặt nạ làm nên hồn cốt tính cách của nhân vật thêm chân thật và sống động. Vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, mời quý khán giả đón xem số phát sóng tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu để cùng theo chân MC Thuận Nguyễn và Quỳnh Châu tìm hiểu về nghệ thuật hóa trang vô cùng độc đáo này nhé.